Audio Jungle. Xin chào bà con, thì lâu nay á mình rất là bận nên không có làm clip quay cho bà con xem về cái tình trạng mà cây trồng ở Tây Nguyên chúng ta. Thì hôm nay mình có quay cho bà con xem về cái mô hình mà trồng sầu riêng, sen cà phê của anh Hoàng ở Kiến Đức á, Đắk Nông á. Thì đây là cái hiện trạng mà vườn của anh không chăm sóc được và anh phun thuốc nó không đúng, nên là cái sầu riêng của anh trồng gần một năm rồi nhưng mà rất là chậm phát triển. Cái thứ hai nữa là bị côn trùng nó chích hết như trên hình á, như clip mình quay bà xem á. Cây thì nó bị bọ vừng ăn sạch luôn, bọ xít chích ngọn rồi chậm phát triển. Một năm trời mà anh nói mua giống lên về trồng là nó giống như là lúc mới mua giống vậy, không phát triển mà chậm phát triển. Thì qua như đi kiểm tra từng cây á, thì có một số gốc á thì mình moi lên á thì không có rễ. Thì anh chia sẻ thì anh mua giống nó cũng bị nhầm giống đi, thì đất trong rễ trong bầu á thì nó bị bó lại luôn, bó cứng lại luôn. Trong một thời gian sau á là rễ trong cây sầu riêng á nó bị thối đi. Thì qua cái công tác mà thăm ở vườn anh này, thì những cái cây nào mình kiểm tra không có rễ, đất nó bị bó lại á, thì mình khuyên anh thì cũng nhổ bỏ đi, trồng mới lại cho nó nhanh. Nếu mà khắc phục lại thì tình trạng cây nó sẽ không được khỏe bao nhiêu phần trăm hết. Còn với những cây mà nó bị bọ vừng nó chích, nó ăn như lá như vậy á, thì mình khuyên anh thì phun côn trùng chích hút và phun thuốc nấm, phòng nấm, vừa nấm rễ và vừa nấm trên lá luôn. Cái thứ hai là phun bón lá cho anh cây để nó phát triển và bình phục lại. Cái thứ hai nó là bón phân ở dưới gốc để cho cây sầu riêng nó bình phục lại. Thì ra anh chồng chia sẻ anh chồng có 500 gốc á, thì mình cũng đi quay từng gốc để kiểm tra mà nhổ lên luôn á, thì không có rễ nào hết. Thì đó là rất là buồn cho nông dân chúng ta. Thì về cái quy trình mà trồng và chăm sóc cái sầu riêng thật sự nó rất là khó, nhưng mà khi mà con mua giống và trồng á nó không hiệu quả thì cũng rất là tiếc. Do đó là mình chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của mình và cá nhân mình, nên mình cũng khuyên bà con nên mua giống á, sầu riêng á là phải mua giống chuẩn. Chúng ta kiểm tra lá, thân cây rồi rễ cho chuẩn á, chúng ta xử lý đất trồng cho nó kỹ. Mình cũng khuyên bà con đối với tùy vào vùng đất nha, có những vùng đất á kiến lửa rất là nhiều, mối rất là nhiều á, nên trước khi trồng bà con có thể rải thuốc sâu trước cho mình, như là Furadan nữa. Cái thứ hai là bón lót cái đó trồng cho kỹ càng. Và khi mà đem ra trồng á thì bà con cũng có thể phun thuốc côn trùng chích hút để tránh tình trạng khi trồng lên cứ lá non ra đợt nào là bị chích đợt đó, là cây sầu riêng chúng ta sẽ không có quang hợp được lá, không hút được chất dinh dưỡng hay trao đổi chất á, lá bị đứt hết á. Thì lúc đó nói chung là rất là phí cho bà con. Nên cái đó là mình khuyên bà con để tránh tình trạng bà con chúng ta ai rơi vào cái vườn như anh Hoàng á, thì hầu như đi kiểm tra gốc của anh á, cái số lượng gốc mà nhổ bỏ để trồng lại cũng rất là nhiều, còn những gốc mà để phục hồi và khắc phục nó rất là ít. Nên toàn bộ vườn này anh trồng sen cà phê á, thì cà phê thì đỡ hơn, cà phê thì cái tình trạng mà đẹp sáp hay là côn trùng ít hơn so với sầu riêng, vì cái tỷ lệ mà côn trùng nó gây hại ở sầu riêng á rất là nhiều và dễ. Sầu riêng cũng như là bơ á, thì những cây trồng này nó gây hại rất là nhiều, còn cà phê thì rất là ít. Gọi xem á, nãy giờ mình liên quay hầu như cây nào cũng bị ăn hết á, tất cả cây đều bị ăn lá hết. Thì cái đám sầu riêng mình quay lại thì ở tháng 5 của anh Hoàng, thì sau thời gian mình cho anh phun thuốc và khắc phục tầm khoảng cỡ 1 đến 2 tháng á, thì mình sẽ quay lại clip cho bà con về cái tình trạng mà khắc phục và phục hồi cái đám sầu riêng của anh. Chung là anh chồng cũng không có chăm sóc được, cỏ cây cũng rất là nhiều, phân bón cũng không có bón được, cây thì nó sáng ngọn, sáng lá, trùng đọt hết, chậm phát triển rất là kém. Thì đó là cái mà mình hướng dẫn bà con á, và cái kinh nghiệm mình á. Thứ nhất bà con phải kiểm tra lại rễ nha, những cây nào thì nó không phát triển được thì con nhổ bỏ luôn đi, đừng có chăm sóc chi trốn tiền thuốc. Thì đó là công tác mà chăm sóc với cây sầu riêng mà gần một năm mà chậm phát triển á, thì mình cũng hướng dẫn cho bà con sơ qua đó. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi, mình sẽ tiếp tục quay cho những video mới cho con xem. Thì mỗi clip á, mình sẽ chia sẻ mỗi cây trồng riêng ở từng vùng khác nhau. Thì những clip này mình quay hoàn toàn là khi đến vườn thăm của nông dân hết. Thì đây là những mô hình mà nông dân chúng ta trồng cây công nghiệp, cây ăn trái, cây ăn quả rất là nhiều. Rồi xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này ạ.